Xin chào tất cả mọi người, mình là Vân Anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về bộ 3 sản phẩm mà mình mới trải nghiệm được một thời gian. Mọi người cùng đón xem nhé. Đó chính là bộ 3 sản phẩm của nhãn hàng Nutipol, gồm kem chống nắng, nước tẩy trang và kem dưỡng trắng da. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là sản phẩm kem chống nắng của Nutipol với chỉ số chống nắng SPF 50 và PA 2+, thì mình cảm thấy nó là chỉ số chống khá cao, phù hợp cho những ai hoạt động lâu ngoài trời và dưới ánh nắng gay gắt. Và điều mình thích ở sản phẩm này nữa đó chính là có thể thay thế một lớp kem treo khuyết điểm nhẹ dành cho những ai mà lười make up như mình. Sau khi trải nghiệm sản phẩm thì mình cảm giác như là da mình không bị sạm đen sau khi đi ngoài đường nhiều. Sau khi mình trải nghiệm sản phẩm thì mình cảm giác rất thích dòng sản phẩm này. Tiếp theo đó mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là tẩy trang. Mọi người thường nghĩ sai về việc tẩy trang, mọi người cũng nghĩ là phải make up đi ra đường mới phải dùng cái thuốc tẩy trang, nhưng không. Chúng ta đi ra đường hoạt động bình thường trong một ngày đã gây ra rất nhiều bã nhờn này, bã nhờn bết dính trên bề mặt của da, nên là việc dùng đến tẩy trang rất là quan trọng trong việc làm sạch sâu da. Sau khi mình sử dụng sản phẩm của Nutipol này, mình cảm thấy da mình sạch trên bề mặt của da, không những thế mà còn cấp ẩm bởi vì nó có chứa thành phần vitamin E giúp cho làn da của chúng ta chống lão hóa nhiều hơn. Và cuối cùng không thể thiếu trong các bước chăm sóc da đó chính là kem dưỡng trắng da. Mình là người rất dễ mẫn cảm với các thành phần của kem dưỡng trắng, nên là khi mình sử dụng sản phẩm của Nutipol này, mình đã rất là lo ngại mình sẽ phải test thử một lượng nhỏ trên bề mặt của da. Và hôm sau mình thức dậy thì mình cảm thấy da mình không bị kích ứng hay là mẩn đỏ gì cả. Và sau một thời gian mình sử dụng sản phẩm của Nutipol này thì mình cảm thấy da mình trắng sáng hơn và rạng ngời hơn rất nhiều, nên mình đã tin tưởng sử dụng sản phẩm này. Và mình thấy bộ 3 sản phẩm của Nutipol này hiệu quả, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và mang theo được mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe theo dõi vào clip của mình nhé. Bye bye mọi người.